Cặp đôi Ấn Độ mừng rơi nước mắt khi được người Việt giúp đỡ thế này khi bị thất lạc đồ trong lần đầu tiên đến Việt Nam. Vietnam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, chuyện người Việt Nam giúp đỡ người nước ngoài khi họ sang Việt Nam du lịch không phải là chuyện quá gì là lạ. Tuy nhiên, mỗi khi mà được xem hay là được đọc những hình ảnh đầy nhân văn ấy thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là tự hào đúng không? Mới đây một bạn khán giả đã gửi về hộp thư của Vietnam Stronger một tin tức rất là thú vị liên quan đến việc hai vị khách Ấn Độ sang Việt Nam chơi gặp sự cố thì được các bác tài xế giúp đỡ hết sức nhiệt tình. Đến thời điểm hiện tại thì bài viết này vẫn nhận được hàng ngàn lượt tương tác khủng, được chia sẻ ra các trang mạng xã hội của nhiều nước trên thế giới. Vậy cụ thể diễn biến câu chuyện này như thế nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Mới đây trên mạng xã hội Facebook, anh tài xế Trần Ngọc Thành, 35 tuổi, ngụ tại Hà Nội, đã chia sẻ hành trình hỗ trợ cặp vợ chồng người Ấn Độ tìm lại chiếc điện thoại để quên trên taxi công nghệ. Bài viết nhờ sự giúp đỡ của anh đã nhanh chóng nhận được mưa tin từ cư dân mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhận về hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ để mong là người tài xế kia có thể đọc được. Anh Thành kể vào sáng ngày hôm ấy, trong lúc đang chở khách đi qua đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội, thì vô tình thấy một người phụ nữ Ấn Độ luống tuổi mếu máo khóc, vẫy tay liên tục cầu cứu. Vì tò mò, anh xin phép khách ghé lại để hỏi thăm xem là có giúp được gì hay không. Tuy nhiên, vì chút bất đồng về ngôn ngữ, cô ấy nói tiếng Anh nhưng anh Thành không hiểu gì vì theo anh Thành chia sẻ thì giọng nói rất là khó nghe. Chỉ biết là cô ấy mất điện thoại nên anh đã dặn cô ấy cứ đứng đó. Lát sau thì hoàn thành quốc xe anh Thành sẽ quay lại hỗ trợ nếu cô ấy còn cần. Đúng như lời hứa, hơn 10 phút sau, anh quay lại tìm hiểu rõ hơn. Chờ khách xong, trong lòng thì như là lửa đốt. Thương người phụ nữ kia, nên trả khách xong, tài xế đã quay trở lại để tìm hai vị khách này. Nói chuyện qua Google dịch thì tài xế biết được hai vợ chồng người Ấn Độ đi Grab để quên điện thoại trên xe. Lúc này thì chồng bà cũng có mặt với vợ. Hai vợ chồng nước ngoài kể với anh, buổi sáng họ có bắt xe đi từ nhà thờ lớn quận Hoàn Kiếm. Đến đây thì để quên điện thoại, đó là tài sản lớn của hai vợ chồng. Cũng có nhiều ý nghĩa kỷ niệm nên là mong anh Thành hỗ trợ tìm lại. Thêm vào đó, thời gian cũng rất là gấp vì chiều tối họ phải ra sân bay về nước. Vì thật lòng muốn giúp, sau đó anh đã chụp ảnh đăng lên hội nhóm lái xe và đưa hai vợ chồng Ấn Độ đến văn phòng của Grab nhờ giúp đỡ. Trong lúc chờ đợi, anh Thành xem trên hội nhóm lái xe thì thấy anh Mạnh, tài xế taxi chở hai vợ chồng khách Ấn Độ liên hệ. Anh Thành đã kể lại như thế này. Khi nhận được thông tin của tôi trên hội nhóm lái xe, anh ấy mới kiểm tra lại xe thì thấy chiếc điện thoại vẫn còn đó. Sau đó anh Mạnh hẹn tôi đưa hai vợ chồng Ấn Độ đến công viên Cầu Giấy để nhận lại điện thoại. Trong lúc hãng xe đang giúp thì dưới bài viết tài xế chở hai vợ chồng kia đã chủ động liên hệ gửi lại điện thoại. Biết tin, họ mừng nhảy lên. Anh Vũ Văn Mạnh cho biết, sáng hôm ấy anh đã đón hai vị khách người Ấn Độ ở phố Nhà Trung trở ra cột cờ ở Điện Biên Phủ. Do bất đồng ngôn ngữ nên anh cũng chỉ chào hỏi đơn giản và đón trả khách thôi, không nói chuyện gì. Sau quốc xe với hai vị khách ngoại quốc xong thì anh ấy có chở thêm 4 quốc xe khác mới phát hiện có người đăng lên hội nhóm lái xe là tìm điện thoại nên đã liên hệ với anh Thành. Lúc này thì mọi người mới biết, vì khách để điện thoại im lặng và rơi vào kẽ xe giữa ghế lái và ghế bên cạnh nên không ai biết. Khi nhận được thông tin thì họ đã hẹn ra công viên Cầu Giấy tiến hành trả lại đồ cho người mất. Hai vị khách ngoại quốc nói chiếc điện thoại này rất quan trọng với họ vì có giữ những dữ liệu trong đó. Và sau khi nhận được điện thoại thì họ rất vui, cảm ơn anh Mạnh và anh Thành đã giúp đỡ họ. Anh Mạnh cũng cho hay, anh cũng từng trả lại đồ cho khách để quên trên xe vài lần. Sự việc hôm nay anh cảm thấy rất vui vì lan tỏa được việc tốt đến cộng đồng. Nhiều người cũng nhắn tin chúc mừng và cảm ơn anh. Còn với anh Thành, tuy không nhiều hy vọng khi đăng bài giúp du khách lên các hội nhóm, nhưng không ngờ đã có một kết thúc rất đẹp chỉ sau vài tiếng. Nhiều lần giúp khách tìm đồ thất lạc suốt 10 năm làm nghề tài xế như vậy, đây là lần đầu mà anh Thành giúp được khách nước ngoài nhận được đồ nhanh gọn đến như vậy. Sau khi trở về quê nhà, hai vợ chồng người Ấn Độ vẫn không ngừng bày tỏ sự cảm ơn đến hai người tài xế. Không thể ngờ rằng họ lại có thể nhận được sự giúp đỡ tận tình và ấm áp như thế. Khi thông tin kèm hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội của Ấn Độ, rất nhiều người Ấn đã bình luận cảm ơn hai tài xế taxi tốt bụng. Người Việt Nam giúp người gặp khó khăn hoạn nạn mà không quan tâm đến người đó là ai và không cần biết đến việc trả ơn. Cảm ơn Việt Nam! Việt Nam là đất nước tốt bụng nhất trên hành tinh này. Nhớ mấy lần ngã xe ở Việt Nam cũng có người chạy lại đỡ dậy. Việt Nam nhiều người tốt lắm. Xúc động quá! Nói tóm lại là Việt Nam là nơi rất đáng sống, rất tích cực. Tôi cũng đã đi nhiều nước rồi, nhưng so sánh với Việt Nam thì không đâu bằng. Các bạn sang Trung Quốc mà mất đồ thì coi như mất luôn. Như thể là tìm được đồng âm của mình, khán giả Ấn Độ, họ không chỉ là ca ngợi hành động đẹp của người dân Việt Nam khi hỗ trợ khách Ấn bị mất điện thoại, mà còn kể lại rất nhiều câu chuyện cảm động khi họ đi du lịch hoặc là đến làm việc tại Việt Nam.
Anh Pravin cho biết bản thân đến Hà Nội vào năm 2021, nhớ lại, một lần xe tôi hết xăng nên tôi phải dắt bộ. Lúc đó đã có một thanh niên dùng chân đẩy xe giúp tôi từ phía sau, trong khi anh ta đang ngồi trên xe máy. Quãng đường mà anh ấy giúp tôi cũng dài khoảng là 2-3 km cho đến khi gặp cây xăng. Ngay sau khi đổ xăng, tôi quay lại định tặng anh ta một khoản tiền để cảm ơn thì anh ấy đã đi mất rồi. Trong khi đó, ông Vivan đến Việt Nam lần đầu vào năm 2019 để đi công tác thì chia sẻ: "Có lần tôi ở tới 2-3 tháng, tôi đã đi làm việc và đi du lịch nhiều địa danh của Việt Nam, từ Sapa đến Phú Quốc, ở đâu thì tôi cũng được chào đón rất nhiều. Tôi không cảm thấy cô đơn khi ở Việt Nam." Những chia sẻ trên đây đã khiến cho mình nhớ đến một bài viết trên báo nước ngoài cũng từng gây sốt khắp toàn cầu. Bài viết này được một vị khách viết như thế này: "Bạn có thể hiểu điều này khi chiếc xe đạp của bạn bị hỏng giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong giây lát, bạn sẽ được giải cứu bởi một người lạ mặt tốt bụng. Anh ta sẽ đưa bạn đến tiệm sửa xe của mình gần đó, đưa bạn một chiếc ghế đồng màu đỏ, rồi bắt đầu pha chuyện với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình và không quên cho bạn số điện thoại, một mẩu giấy khi chiếc xe đã được sửa xong. Cho nên trước tình cảm quá đỗi tuyệt vời mà khách du lịch người nước ngoài bày tỏ đến Việt Nam cùng với câu chuyện hai anh tài xế giúp khách Ấn Độ tìm lại đồ một cách quá nhanh quá nguy hiểm, nhiều bạn khán giả Việt đã để lại vô số dòng bình luận tỏ ý tự hào và đâu đó còn pha cả sự hài hước như thế này. Người Việt Nam mình dễ thương thực sự, nói chung là đã quá Pepsi ơi. Khi đi du lịch thì điện thoại là vật vô cùng quan trọng và cần thiết. Hai bác tài quá tuyệt vời, chúc hai bác vạn sự bình an. Có lần mình cũng giúp một chú da đen bị hư xe. Khi tạm biệt ông ấy bảo nếu có dịp qua châu Phi, ông ấy sẽ cho mình ăn rất nhiều món đặc sản, nghe mà xỉu ngang. Cảm ơn hai bác tài của năm, có lẽ họ đã giúp rất nhiều người rồi, nhưng lần này mới được báo chí tung hô nhiều đến thế. Chúc hai bác mạnh khỏe. Các bạn ạ, thực sự thì đây là một câu chuyện bình thường với người Việt Nam chúng ta. Thế mà thành câu chuyện gây ngạc nhiên trên thế giới. Chuyện này thì bình thường như cân đường hộp sữa với người dân Việt Nam chúng ta thôi. Gặp chuyện bất bình, gặp người hoạn nạn, khó khăn thì người Việt Nam chúng ta đều ra tay can thiệp, giúp đỡ. Nó gần như là một thói quen, không phân biệt màu da, quốc tịch nào. Các bạn thân mến, đi taxi và bỏ quên điện thoại trên xe, hai vợ chồng người Ấn Độ được một tài xế taxi khác giúp đỡ và cái kết ấm lòng. Đây là một trong số hàng nghìn những câu chuyện đẹp được truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác đã góp phần làm tô thắm thêm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Rằng Việt Nam chúng ta đâu chỉ có những món ăn ngon, phong cảnh đẹp hay những nét văn hóa đặc sắc, Việt Nam chúng ta còn là nơi mà tình người được đề cao. Đến Việt Nam, bạn không phải lo lắng bạn gặp nguy hiểm vì bạo loạn hay là xả súng. Bạn cũng chẳng cần bận tâm đến những tình huống khó khăn bất ngờ. Chỉ cần nhận được tín hiệu, người Việt Nam sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn bằng tất cả tình yêu chân thành. Các bạn khán giả của Việt Nam Stronger hãy nhớ nhé, nếu có cơ hội thì nhất định hãy giúp người ngoại quốc nào đó nếu như cảm thấy rằng họ đang cần bạn. Điều này thật đáng quý và đáng để chúng ta lan tỏa rộng rãi hơn đúng không nào? Các bạn ơi, đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và đừng quên đồng hành cùng Việt Nam Stronger bằng cách like, share và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!